30 tháng 11 vừa qua, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định truy nã đặc biệt đối với 6 nghi can liên quan đến vụ khủng bố gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng tại huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk hồi tháng 6 vừa qua. Trong số 6 đối tượng này có Y Quynh Buôn Đắp, kẻ cầm đầu nhóm Phun Rô Lưu Vong có tên Người Thượng Đứng Lên Vì Công Lý, viết tắt là MSFJ, hoạt động tại Thái Lan. Là đối tượng có lịch sử chống chính quyền, dù từng bị đưa đi cải tạo, nhưng Y Quynh vẫn không cảnh tỉnh mà ngày càng lún sâu vào sai lầm. Kể từ khi xuất cảnh trái phép sang Thái Lan vào năm 2019, đối tượng này hoạt động chống phá ngày càng quyết liệt, là tay chân đắc lực cho một số tổ chức phản động người Việt và Phun Rô Lưu Vong tại Hoa Kỳ. Ngoài việc lừa phỉnh, lôi kéo người vượt biên nhằm gây bất ổn về an ninh trật tự, an ninh chính trị trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đối tượng này thường xuyên đăng tải nhiều thông tin xuyên tạc, vu cáo nhà nước Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo, kích động tư tưởng dân tộc hẹp hòi, ly khai tự trị, phục vụ cho ý đồ thành lập nhà nước riêng ở Tây Nguyên. Bộ mặt phản động của Y Quynh Buôn Đắp và MSFJ như thế nào? Vai trò của hắn trong vụ khủng bố rạng sáng ngày 11 tháng 6 tại huyện Chư Quynh ra sao mà Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk phải phát lệnh truy nã đặc biệt? Đây sẽ là nội dung mà chúng tôi gửi tới quý vị trong chương trình tuần này. Mời quý vị cùng theo dõi. Y Quynh Buôn Đắp, kẻ cầm đầu nhóm Người Thượng Đứng Lên Vì Công Lý, là người dân tộc Ede. Đối tượng này sinh năm 1992 tại Buôn Quê, xã Băng A Dreng, huyện Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk. Dù còn trẻ, nhưng Y Quynh Buôn Đắp sớm có tư tưởng chống đối chính quyền. Bố hắn là Y Phô Ê Ban, một trong những đối tượng tham gia hoạt động Phun Rô và có vai trò cốt cán tích cực trong vụ biểu tình bạo loạn năm 2001 tại Tây Nguyên, từng bị cải tạo. Ngay từ khi học trung học phổ thông, Y Quynh Buôn Đắp đã phát tán các bài hát ca ngợi Phun Rô, lôi kéo bạn bè tham gia tuyên truyền chống phá nhà nước. Năm 2009, hành động của hắn bị cơ quan chức năng phát hiện, nhắc nhở và Quynh cam đoan không tái phạm. Tuy nhiên, không lâu sau, hắn tiếp tục móc nối với các đối tượng Phun Rô lưu vong ở nước ngoài, ngầm thực hiện các hoạt động chống phá. Tháng 2 năm 2012, hắn bị Công an tỉnh Đắk Lắk bắt tạm giam 5 tháng với tội danh phá hoại chính sách đại đoàn kết dân tộc. Cuối năm 2013, Y Quynh Buôn Đắp và một số đối tượng tiếp tục bị phát hiện liên lạc với một số đối tượng Phun Rô lưu vong ở Hoa Kỳ. Hắn bị đưa ra kiểm điểm trước buôn làng, sau đó được nhà nước khoan hồng, cho thêm cơ hội sửa chữa. Bản chất cháo trở, lật lọng của Y Quynh Buôn Đắp được thể hiện rõ sau những lần vi phạm. Thái độ thành khẩn, ăn năn của hắn khi bị kiểm điểm trước buôn làng hay lúc làm việc với cơ quan chức năng chỉ là vỏ bọc, giả tạo, dù nhiều lần được nhà nước khoan hồng, cho cơ hội sửa sai. Con là bị Phun Rô lưu vong ở nước ngoài, nó lừa. Và thứ đó là con thấy việc làm của con sai trái. Các anh chị em là trong gia đình và cũng như là trong xã hội là không nên theo kẻ xấu, nhất là người đề ga ở từ nước ngoài nó xuyên tạc. Mà chúng ta nên tin tưởng vào đảng nhà nước, nhất là sinh viên là trong tuổi thanh niên nhẹ dạ cả tin thì không nên theo Ijo Adrung hay là Dega Atu, những người phản động từ nước ngoài xuyên tạc. Đừng có tin những cái bài viết từ trang mạng, từ Facebook. Nếu mà chat hay là Facebook thì là không nên xem mấy cái trang mạng đó, là tốt nhất cho chính bản thân mình. Năm 2018, Y Hinye và các đối tượng của Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ tại Hoa Kỳ đẩy mạnh móc nối vào trong nước để phục hồi lại tổ chức phản động đội lốt tôn giáo là Giáo hội Tin Lành Đấng Christ Việt Nam vừa bị Công an tỉnh Đắk Lắk bóc gỡ trước đó. Y Quynh Buôn Đắp tiếp tục bị lôi kéo, cùng với một số phần tử cốt cán trong nước nhận chỉ đạo của số đối tượng bên ngoài tập hợp lực lượng, lôi kéo tín đồ, thực hiện các hoạt động chống phá tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh Tây Nguyên. Khi tổ chức có nguy cơ bị phát hiện, hắn nhanh chân kéo theo vợ con vượt biên sang Thái Lan. Tại đây, tháng 7 năm 2019, tên này tập hợp những đối tượng người dân tộc thiểu số Tây Nguyên có tư tưởng chống đối đang tị nạn tại đây, thành lập ra nhóm Người Thượng Đứng Lên Vì Công Lý, viết tắt là MSFJ, do chính Y Quynh Buôn Đắp cầm đầu. Trợ thủ đắc lực cho Y Quynh Buôn Đắp đều là những đối tượng từng có lịch sử chống đối chính quyền như Y Phơ Hờ Dre, Y Phích Hờ Đớt, Y Aron Ê Ban, Hờ Bắp Bờ Rông, Hờ Tun Buôn Đắp, v.v. Dưới vỏ bọc đấu tranh đòi công lý cho Người Thượng ở Tây Nguyên, cùng với sự hậu thuẫn của số phản động người Việt và Phun Rô lưu vong tại Hoa Kỳ,
chúng đã lôi kéo được hàng chục đối tượng khác tham gia vào MSFJ, được tập huấn về xã hội dân sự, đào tạo phương thức hoạt động, móc nối phát triển lực lượng, xây dựng cơ sở ngầm trong nội địa, chỉ đạo số trong nước tích cực thu thập thông tin về các vụ việc trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, lợi dụng sơ hở thiếu sót của chính quyền trong việc thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước về dân tộc tôn giáo để xuyên tạc, bóp méo, nhằm vu cáo Việt Nam đàn áp tự do tôn giáo, dân chủ nhân quyền, từ đó kích động tư tưởng dân tộc hẹp hòi, ly khai tự trị. Đối tượng Y Quỳnh cùng vợ là đi làm thuê, vợ thì là làm thuê bán nước mía cho người Thái, thu nhập bình quân mỗi ngày thì là không quá 300 bạt một người. Còn Y Quỳnh thì làm phụ hồ. Sau đi là gặp một số đối tượng mà đã vượt biên, mà trước sau thì bọn những cái người này nó củng cố lại thành một cái tổ chức sáng lập ra, gọi là cái tổ chức người thường vì công lý. Mà thật ra cái tổ chức này là nghe cái tên thì công lý, nhưng mà thực tế là nó mang cái tính chất phản động, là một cái tổ chức phản động lợi dụng dân tộc mà lợi dụng chân tôn giáo để mà phá rối an ninh, để mà phá đảng, phá nhà nước. Khi mà đến 2018 vượt biên sang Thái Lan rồi thì cái sự hoạt động chống phá và được sự cổ suý của các cái tổ chức